Kính thưa quý vị và chuyển sang một thông tin tiếp theo. Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại thành phố Thanh Viên, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và 5 người bị thương, nhiều khả năng là do phóng hỏa. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Đám cháy bùng phát tại một ngôi nhà 3 tầng là quán karaoke tại thành phố Thanh Viễn. Công tác chữa cháy và cứu hộ đang diễn ra hết sức khẩn trương. Giới chức an ninh đang đẩy mạnh điều tra làm rõ vụ việc. Các vụ cháy gây chết người thường xuyên xảy ra tại Trung Quốc do quy định an toàn không được tuân thủ. Cuối năm ngoái, hàng chục người đã thiệt mạng trong hai vụ hỏa hoạn tại thủ đô Bắc Kinh. Trước đó, vào năm 2015, hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một trung tâm điều dưỡng, khiến 38 người thiệt mạng. Các vụ việc làm dấy lên những quan ngại về tiêu chuẩn an toàn tại Trung Quốc.